chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hà Nội không còn quận, huyện, vùng xanh về cấp độ dịch. Thanh Hóa hỗ trợ bác sĩ về công tác tới 1,3 tỷ đồng. Giữ lửa nghề truyền thống ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng trong đại dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác đôn đốc tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch Covid-19 cho các vụ cục thuộc Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh theo đề cương hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, đồng thời chỉ đạo đôn đốc hoạt động thanh tra chuyên đề, tiến hành thanh tra theo đúng mục đích, yêu cầu, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề trên phạm vi toàn quốc để báo cáo Ban chỉ đạo và giúp Ban chỉ đạo xây dựng báo cáo Tổng thanh tra Chính phủ. Trong khi nhiều địa phương hạ cấp độ dịch thì theo CDC Hà Nội, hai huyện vùng xanh Phú Xuyên và Phúc Thọ đã tăng cấp độ dịch thành màu vàng, còn quận Hoàn Kiếm giảm từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2. Hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2 màu vàng. Hà Nội còn 7 quận huyện ở cấp độ 3 màu cam gồm Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình, Sa Lâm, Hoàng Mai, Long Biên. 23 quận huyện thị xã còn lại ở cấp độ 2. Hà Nội không có địa bàn nào cấp độ 4. Nhiều ca F0 huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người, trong đó nhiều F1 của các ca bệnh qua test nhanh cho kết quả dương tính. Điều này đã làm dấy lên nhiều lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh. Xác định tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Cẩm Bình đã khẩn trương áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời toàn bộ thôn Bình Minh với 196 hộ, 642 nhân khẩu để phục vụ công tác phòng chống dịch. Đến thời điểm hiện nay đã hơn 100 F1. Vậy nên Cẩm Bình, Ban chỉ đạo phòng chống COVID của xã đã bằng cả cái biện pháp linh hoạt truy vết các cái đối tượng F1, F2, đồng thời là phun khử khuẩn và dùng biện pháp là phong tỏa cái thôn Bình Minh và các cái biện pháp khác. Theo nhận định của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên, với số ca nhiễm trong cộng đồng thời gian qua đã khiến nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng là rất lớn. Vì vậy, bên cạnh áp dụng hình thức phong tỏa diện rộng, thần tốc truy vết, xét nghiệm nhanh các trường hợp liên quan, thì công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống dịch cho người dân, quản lý người cách ly, người đi về từ vùng dịch cũng được chính quyền các ngành chức năng địa phương tăng cường hơn. Trước cái tình hình diễn biến phức tạp, trên toàn tỉnh như là tại thị trấn Cẩm Xuyên thì vừa rồi xuất hiện một số ca dương tính trong cộng đồng. Thì ngay sau khi phát hiện ra các ca dương tính thì thị trấn đã tập trung toàn bộ lực lượng cả hệ thống vào cuộc và thần tốc truy vết các F1, F2 và tổ chức xét nghiệm diện rộng và ứng dụng các cái biện pháp là cách ly y tế với là quy mô nhỏ, đồng thời là phong tỏa khu vực hẹp của các cái điểm mà có phát sinh ca là COVID. Không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh, nhất là trong khi nhiều ca nhiễm cộng đồng tăng và mức độ lây lan nhanh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Cẩm Xuyên đang thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch nhằm hạn chế thấp nhất số ca nhiễm trong cộng đồng. Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa thông qua nghị quyết về thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị y tế công lập trên địa bàn giai đoạn 2022-2025. Đối với các bác sĩ có học hàm giáo sư, nếu về công tác sẽ nhận ngay 1,3 tỷ đồng, phó giáo sư nhận 800 triệu đồng, tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa cấp 2 được hỗ trợ 400 triệu đồng. Những người này sẽ về làm việc tại các cơ sở y tế công lập ở Thanh Hóa, nhận chi trả một lần từ ngân sách. Chính sách này nhằm thu hút bác sĩ thực hiện mục tiêu đến năm 2025, đưa y tế Thanh Hóa trở thành trung tâm y tế chất lượng cao khu vực Bắc Trung Bộ. Theo tính toán, đến năm 2025, ngành y tế Thanh Hóa cần khoảng 5.000 bác sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và tổ hợp các nhà đầu tư chính thức khởi công hợp phần kỹ thuật dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư gần 54.000 tỷ đồng. Dự án sẽ xây dựng trung tâm kho cảng LNG Hải Lăng giai đoạn 1, tiếp nhận tàu chở LNG từ 170.000 đến 226.000 mét khối, công suất tiếp nhận 1,5 triệu tấn LNG trên một năm, và trung tâm điện lực Hải Lăng giai đoạn 1 có công suất phát điện 1.500 MW. Theo kế hoạch, dự án sẽ được đưa vào vận hành thương mại năm 2026-2027. Trung tâm điện khí Hải Lăng sau khi vận hành sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 8,25 tỷ kWh trên một năm. Năm 2021, trước ảnh hưởng bất lợi của dịch bệnh COVID-19, ngành thuế tỉnh Điện Biên đã chủ động linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp thu với mục tiêu thu ngân sách nhà nước vượt dự toán sao ở mức cao nhất. Ngành thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa quản lý các nguồn thu và thu ngân sách đạt hiệu quả cao. Tổng thu ngân sách nhà nước toàn ngành thuế tỉnh đạt gần 1.510 tỷ đồng, vượt gần 18% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2020. Cục thuế tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thuế, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước ngay sau khi hết thời hạn được gia hạn theo quy định. Toàn tỉnh đã thu gần 343 tỷ đồng tiền sử dụng đất, vượt gần 15% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Thu thuế phí thu khác đạt gần 1.170 tỷ đồng, vượt gần 20% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Thành phố Điện Biên Phủ và các huyện Điện Biên, Mường Ảng, Mường Nhé, thị xã Mường Lây là 5 địa phương có mức thu đạt cao. Trong lúc nhiều nơi hoạt động các làng nghề truyền thống đối diện với nguy cơ mai một, thất truyền, thì ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, người dân vẫn đang tích cực duy trì và phát triển công việc của mình. Từ làng nghề trồng sâu nuôi tằm ở thị trấn Nam Ban hay làng nghề dệt thổ cẩm, đan bao, mọi người vẫn hăng say làm việc vừa để nâng cao thu nhập và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của địa phương mình. Hai năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến các sản phẩm thổ cẩm do người dân ở thôn Đam Bao, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng làm ra cũng khó tiêu thụ hơn trước. Tuy nhiên, khung cửi của bà Ca Nhiên thì vẫn chưa bao giờ ngừng dệt. Cứ rảnh rỗi là bà lại cùng các chị em khác rủ nhau may những chiếc ui, những bộ quần áo thổ cẩm. Có đầu ra thì bán ngay, chưa có thì cứ để lại chờ. Mặt hàng này không lo hư hỏng nên mọi người đều yên tâm với công việc của mình. Mình làm miết, chưa bao giờ nghỉ và cũng không bỏ được. Cái này là truyền thống, mình về từ hồi còn trẻ, đôi lúc cũng gặp khó khăn, ví dụ đầu ra hay giá cả, nhất là dịch thì bán khó hơn. Nhưng mình cũng không lo lắm, mình vẫn cứ làm, mình phải giữ truyền thống dệt thổ cẩm. Để tiếp tục duy trì và phát triển các làng nghề của địa phương, chính quyền các cấp huyện Lâm Hà bên cạnh khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân thì cũng đang tính tới các cơ chế chính sách nhằm hướng hoạt động của các làng nghề theo hình thức liên kết trong sản xuất, hình thành các tour tuyến du lịch về với làng nghề, qua đó mở ra các cơ hội để phát triển trong thời gian tới. Cái làng nghề nó phải phát triển cùng với sự phát triển của cái điều kiện kinh tế xã hội, nó phải thay đổi. Nó phải thay đổi để nó thích nghi, chứ nó không thể là nó giữ nguyên như cái mô hình cũ. Và chúng tôi cũng đã tính toán và đưa ra cái định hướng để mà phát triển. Và chúng tôi đã định hướng là làm sao phát triển cái làng nghề này lên gắn với cái tour du lịch. Sự tâm huyết gắn bó của người dân cùng sự chung tay khuyến khích hỗ trợ của các cấp chính quyền huyện Lâm Hà đã góp phần gìn giữ, bảo lưu hoạt động các làng nghề truyền thống ở địa phương trong mấy chục năm qua. Không chỉ góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định từ 30 tới 80 triệu đồng cho hơn 200 lao động, trong đó phần đông là bà con dân tộc thiểu số, mà điều này góp phần giữ gìn và phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Hiện đang là thời điểm nông dân trong tỉnh chuẩn bị các điều kiện để xuống giống vụ đông xuân. Tuy nhiên, giá vật tư đầu vào, trong đó có phân bón, đang tăng rất cao. Điều này gây áp lực lớn cho sản xuất, khó khăn cho nông dân. Dè dặt, cân nhắc khi đi mua phân bón cho cây trồng, bà Đoàn Thị Tý ở xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ cho biết, nếu như các vụ đông xuân trước, người nông dân chỉ lo ngại về vấn đề thiếu nước và ảnh hưởng bởi rét đậm rét hại đầu vụ, thì vụ đông này phải đối diện thêm hai thách thức lớn về đại dịch COVID-19 và khó khăn
do giá cả vật tư nông nghiệp, đặc biệt là giá phân bón tăng cao. Nhà chúng tôi thì cấy hàng mẫu mà vườn thì hàng mẫu vườn chứ không phải là ít, nhưng mà thực tế từ năm ngoái đến năm nay giá đạm nó tăng quá cao, sản phẩm bán ra thì không tăng. Nói chung là chúng tôi thì cũng rất là lo lắng. Phân bón là nên cao, nên hồi xưa chỉ có 14-13 nghìn một cân thôi, bây giờ lên 18-20 nghìn. Các loại rau bán ra thị trường bây giờ rẻ nên là dòng không có đãi. Chúng tôi đề nghị nhà nước là hỗ trợ bình ổn lại cái giá thị trường. Khảo sát tại các đại lý phân bón trên địa bàn tỉnh, nhiều loại phân bón hiện có mức giá tăng gần gấp đôi so với thời điểm tháng 8 năm 2021. Giá phân DAP nhập khẩu từ 23 đến 25.000 đồng 1 kg. DAP sản xuất trong nước cũng trên dưới 19.000 đồng 1 kg. Phân ure dao động ở mức từ 18 đến 19.000 đồng 1 kg. Phân kali cũng có giá 14.000 đồng 1 kg. Khi mà giá tăng thì nó ảnh hưởng đến sức mua, lượng khách người ta mua nó cũng ít đi, cầm chừng hơn. Thì hầu như các cửa hàng chúng tôi cũng không dám nhập nhiều. Vụ đông xuân năm 2022, toàn tỉnh có kế hoạch xuống giống trên 35.000 ha cây trồng các loại, trong đó có gần 27.000 ha lúa. Để đảm bảo điều kiện phục vụ sản xuất, ngành nông nghiệp chỉ đạo tăng cường quản lý, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, phân phối các loại vật tư phân bón giả hoặc không đảm bảo chất lượng ra thị trường. Đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn bà con bón đúng, bón đủ và bón cân đối, tránh lãng phí phân bón. Bên cạnh đó, bà con cần tăng cường sử dụng các sản phẩm phân bón hữu cơ để giảm chi phí đầu vào và từng bước giảm lượng phân bón hóa học. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an. Trong năm 2021, toàn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ hơn 26.000 vụ, khởi tố trên 30.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 680 kg heroin, hơn 2,7 tấn và 2,3 triệu viên ma túy tổng hợp, gần 1 tấn cần sa. Trong thời gian dịch COVID-19, các loại tội phạm ma túy càng phức tạp, tình trạng vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào nước ta vẫn diễn ra với số lượng rất lớn. Các đối tượng còn lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa trên tuyến hàng không để cất giấu ma túy từ các nước châu Âu về Việt Nam. Tình trạng tội phạm ma túy có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản và các đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vẫn tiềm ẩn và có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận cho quận Hoàn Kiếm sử dụng vỉa hè để kinh doanh phục vụ du khách. Việc thí điểm này đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân và chuyên gia. Được biết, vị trí sử dụng được quy định rõ là hè phố sát tường nhà và nằm trong phạm vi mặt tiền của tòa nhà, kết nối với không gian của tầng 1. Thời gian cấp phép 6 tháng một lần, sử dụng tạm thời hè phố với mức phí 45.000 đồng 1 mét vuông trên một tháng. Các cái điểm mà trong cái đề án chúng tôi nghiên cứu thì là thứ nhất là đối với cả các cái tuyến hè phố mà có chiều rộng từ 5 đến 7 mét và đảm bảo lối đi cho người đi bộ. Và ở đây cũng không phải là kinh doanh tràn lan mà chủ yếu là vào các cái điểm nhấn. Liên quan đến vấn đề này, các chuyên gia đều ủng hộ việc cấp phép tạm thời ở những đoạn tuyến vỉa hè đủ điều kiện về an toàn giao thông để kinh doanh dịch vụ, phục vụ phát triển kinh tế cho thủ đô. Phải tuyệt đối đảm bảo là duy trì một cái lối đi dành cho người đi bộ, không bị ảnh hưởng bởi cái hoạt động và kinh doanh đó. Thì tôi nghĩ trong trường hợp của quận Hoàn Kiếm đưa ra cái biện pháp là thử nghiệm triển khai ở một vài địa điểm nhất định thì tôi nghĩ cũng có thể là hợp lý. Thì theo tôi rằng đây cũng là một hình thức để ta hạn chế các vấn đề tiêu cực trong xã hội. Thì theo tôi đây cũng là một hình thức và giải pháp có thể hạn chế được những điều đó. Ta làm như thế minh bạch dần dần, rồi có một cái hướng xử lý chung thì cũng là tốt cho vấn đề xã hội, thậm chí là tốt cả vấn đề về kinh tế, vẫn cứ đảm bảo được vấn đề dân sinh khác, thì nói chung là nên tiến hành thí điểm. Mặt khác, một số ý kiến nhận định Hà Nội cũng cần tổ chức tốt công tác quản lý lòng đường, vỉa hè tại các điểm, đồng thời Hà Nội nên đưa ra đấu giá thay vì áp giá. Lòng đường vỉa hè làm nói thì nhỏ nhưng đấy là một công việc quản lý rất là khó mà đòi hỏi chúng ta cần phải giải phóng lòng đường vỉa hè để giải quyết không phải là chỉ riêng cho người đi bộ
mà vẫn tất cả những vấn đề liên quan trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông cũng là do lòng đường vỉa hè. Nên chăng là cái việc lựa chọn cái đơn vị mà kinh doanh cái diện tích vỉa hè cần phải được lựa chọn theo những cái biện pháp mà đảm bảo cái tính công bằng, minh bạch cao. Hy vọng rằng việc tổ chức thí điểm sẽ lập lại trật tự kinh doanh buôn bán tự phát, đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, phát huy giá trị văn hóa của quận và thu hút du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Nghị định số 130/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em thay thế cho Nghị định số 144/2013 đã nâng gấp đôi mức phạt tiền đối với hành vi bạo hành trẻ em, đồng thời bổ sung mức phạt theo hướng nặng hơn đối với những ai cố tình làm ngơ hoặc vô trách nhiệm khi thấy trẻ bị bạo hành. Nghị định mới quy định phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với các hành vi như bắt trẻ nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân, bắt sống ở nơi có môi trường độc hại nguy hiểm, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, đe dọa trẻ em, cô lập, xua đuổi hoặc dùng các biện pháp trừng phạt. Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thông báo, cung cấp, che giấu hoặc ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đối với hành vi từ chối không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ, kịp thời việc hỗ trợ, can thiệp với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt. Hành vi tổ chức ép buộc trẻ đi xin ăn, cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Để dẹp nạn xe quá tải bùng phát mạnh trên nhiều tuyến đường sau thời gian im ắng giãn cách xã hội bởi dịch bệnh vừa qua, các cơ quan chức năng tại một số địa phương đã đề xuất xử phạt nguội đối với xe quá tải qua trạm kiểm tra tải trọng xe tự động và cũng không cần yêu cầu hạ phần hàng quá tải. Đề xuất này đã nhận được sự quan tâm của nhiều chuyên gia. Trong quá trình mà xử lý xe có khổ quá tải, đó là cái điểm bãi tập kết để mà khi mà hạ tải để đảm bảo xe đủ tải trọng khi đi qua các tuyến đường. Hiện nay rằng là trên địa bàn vẫn chưa có những cái điểm hạ tải như vậy, thì điều đấy cũng là một cái khó khăn trong công tác xử lý. Mặc dù các quy định về xử phạt xe chở hàng quá khổ quá tải đã được quy định đầy đủ trong nghị định 100, thế nhưng nhiều chủ phương tiện vẫn bất chấp vi phạm, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác xử lý. Đặc biệt, vấn đề thiếu bến bãi để chứa hàng hóa hạ tải tại các địa phương chưa đáp ứng được. Trước những khó khăn trên, thì một số địa phương đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép áp dụng cơ chế thí điểm không cần yêu cầu hạ phần hàng quá tải nơi phát hiện vi phạm. Các chuyên gia đánh giá đề xuất này không phù hợp. Tôi tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng phải làm quyết liệt về việc xử lý hạ tải đối với các phương tiện chở quá tải. Còn cái việc hạ tải nó ở đâu, ở bến bãi nào, trách nhiệm của chủ hàng, của chủ xe, chứ không thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chức năng. Tôi biết, tôi phạt anh, tôi bắt anh dừng lại chỗ đó. Tình trạng hiện nay đương cứ vin vào những cái lý do không có bến bãi mà lưng cừng trong việc thực thi cái xử phạt này. Chúng ta có thể thu phí cái phần lưu kho lưu bãi đó, chúng ta thực hiện việc phạt và cho đi tiếp. Với một số trường hợp nhất định, cái mức độ nào mà chấp nhận cho đi được thì phụ thuộc vào cái khả năng chịu tải trọng cũng như là cái hệ số an toàn của các cầu, các đường trên cái tuyến đó. Còn với những trường hợp mà thực sự là xe chở quá tải trọng, vượt quá cái khả năng chịu đựng của đường, của cầu thì một là bắt buộc hạ tải, hai là giam xe tại chỗ. Bên cạnh đó, các chuyên gia đánh giá đề xuất gửi giấy phạt nguội đối với xe quá tải thông qua trạm kiểm tra tải trọng xe tự động là tiếp tay cho các phương tiện quá tải vi phạm, phá vỡ hạ tầng giao thông. Tôi không đồng tình với cái đề xuất này, bởi vì ta phạt như thế là phạt nguội và phạt cho tồn tại. Có nghĩa là cái xe quá tải nó lại vẫn cứ được tiếp tục được hoạt động và mức phạt hiện nay chưa cao so với cái quá tải mà các chủ doanh nghiệp thu lời được. Về góc độ khoa học, đề xuất là phù hợp với thời đại công nghệ 4.0. Tuy nhiên, dù áp dụng biện pháp nào đi chăng nữa, muốn xử lý xe quá khổ quá tải tận gốc, cần có chế tài giám sát chặt chẽ lực lượng kiểm tra cân xe để tránh tiêu cực. Ngoài ra cũng cần tăng mức xử phạt đối với hành vi cố tình chở quá tải trọng, như vậy mới tạo tính răn đe cho các chủ doanh nghiệp và lái xe. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này.